Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, lễ khai giảng vào năm học mới 2024-2025 sẽ chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời điểm chính quyền địa phương, các cấp, ngành, đoàn thể cùng nhiều nhà hảo tâm có nhiều hoạt động thiết thực để tiếp sức học sinh đến trường. Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp nhiều học sinh nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn vững tin bước vào năm học mới. Hôm nay, bạn Thu Hà cũng như nhiều bạn thuộc diện khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Cang đã nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình thiện nguyện tiếp sức em đến trường. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với các em trước thềm năm học mới. Em được tặng cặp sách, bút, vở và hồ bút và tiền. Em cảm thấy rất vui. Với những món quà như này có thể khiến em thêm động lực học tập và khiến em học tốt hơn. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Cang có hơn 324 học sinh. Trong số này, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Do vậy, trước thềm năm học mới, sự chung tay tiếp sức với những món quà thiết thực không chỉ sẻ chia khó khăn, thiếu thốn mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng để thầy và trò nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới. Là những cái món quà như là vở ghi, hay là cây lọc nước, hay là cái ga giải giường cho học sinh bán trú. Đây là những vật dụng hết sức là cần thiết cho học sinh bán trú cũng như là học sinh nhà trường. Có được những cái đồ dùng này ấy, thì nhà trường cũng như các thầy cô giáo sẽ bớt đi rất nhiều những lo lắng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Với tình cảm và sự sẻ chia đối với học sinh nghèo ở địa bàn khó khăn, từ sự kêu gọi vận động của chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa, trong đó hơn 40 suất quà cùng nhiều thiết bị học tập với tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng đã được Hội Thiện nguyện 1979 trao tận tay đến thầy cô và các em học sinh. Thông qua chương trình này thì hội mang đến là những cái tình cảm rất là yêu quý đến gửi đến các con và cùng các toàn thể các thầy cô trong trường để trao những phần quà để cho các con trong đón năm học mới để tự tin học tập để vươn tới một cái tương lai tốt đẹp. Năm học mới đã cận kề, những phần quà ý nghĩa từ các tổ chức cá nhân không chỉ giúp cho học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường mà còn là niềm động viên lớn giúp các em vượt qua khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện tốt.